Hôm nay giới thiệu anh em mẫu Superstar 4 layer. Thì bây giờ cái mẫu này á, giải á, thì nó làm hai lần của mẫu 2 layer thôi. Bây giờ đầu tiên mình vô á, thì mình cứ làm hai cái tầng này trước, hai cái tầng này trước, không liên quan gì tới hai cái tầng ngoài hết. Thì nó cũng có một công thức một thôi à, chỉ đổi 3 viên. Thì cái đường gạch này nó nằm ở giữa, mình có thể chỉnh đường gạch này nó qua vị trí nào cũng được. Nắm ở trên ở dưới nè, xây nó qua vị trí, qua vị trí khác đó. Thì nó nằm, để đường gạch nó nằm ở giữa, thì một công thức là nó chỉ chuyển viên này qua viên này, viên này qua viên này, viên này chạy về viên này. Nó chỉ có chuyển 3 viên này thôi, còn 3 viên này là cố định, tất cả đều cố định hết, chỉ chuyển duy nhất 3 viên này thôi. Thì bây giờ mình làm 2 layer đó, thì mình làm ở trên giống như con này, mình không có xây hai cái tầng ngoài, mình chỉ xây cái hai tầng trong, nhưng mình cứ nhìn theo cái đường sọc, đường tâm giữa này nó thẳng nè, để mình chuyển 3 viên. Thì cái này nó một màu, viên nó một màu, nên không cần phải làm cái tầng thứ nhất, cứ làm cái tầng thứ hai giống cái tầng thứ nhất là được rồi. Ví dụ như bây giờ làm cho nó gọn nhanh á, thì bây giờ đây nó có 3 viên đúng của hai tầng giữa nha. Thì bây giờ mình để vị trí sao, mình xây cái này nó để vị trí đường thẳng, mà 3 viên nó nằm theo vị trí này đó, là 3 viên cái cặp giữa này giống nhau nè. Thì mình làm công thức á, thì mình nhìn á, thì nó sẽ viên này là viên trên này nè, nó giống viên này nè, viên này nó sẽ chạy đây, viên này chạy đây, viên này nó chạy qua đây. Thì bây giờ vàng á, vàng ở đây nó chạy qua đây là 1, chạy về đây là 2 là đúng nè. Còn bây giờ đỏ từ đây nó chạy về 1 2, nó cũng đúng nè, đúng không? Còn viên xanh nó sẽ chạy về đây 1, chạy đây 2, đúng. Thì có nghĩa mình làm hai lần công thức là nó đúng thôi. Bây giờ làm công thức này, nó chỉ cái này nó chỉ có một công thức một à, chứ công thức cuối cùng nó có cái parity hai cạnh liền nhau thôi. Để giữa này chuyển đổi 3 viên này, mình coi 3 viên này là của 3 viên của tầng 2 nè ha. R U thì mình đâu có xây tầng ngoài đâu, mình xây tầng trong mà. U R D R, cái này nó hơi bị kẹt. R U R Ui ôi d r đó. Thì giờ ba viên của cái lần này, ba viên của lần này nó vẫn nằm đúng. Thì giờ nè, hồi nãy vàng ở đây, đỏ ở đây nó chạy lên đây rồi nè đó. Ba viên này nó chạy tiếp, bây giờ vàng nó sẽ quay về đây, đỏ nó lên đây, xanh nó lên đây là đúng luôn. Chỉ làm cho nó ngắn gọn thôi. Quan trọng là mình chỉ có biết là di chuyển ba viên này là theo cái hình này, ba viên này là min, ba viên này di chuyển theo vị trí này. Vậy ha. R U R D R U R ui R ui D đó. Đó, nó về tầng 2 đúng rồi nè, thấy không? Vàng nè, xanh lá nè, với đỏ nè đó. Khi mình cái tầng 1 này á, là mình không có làm, mình chỉ coi cái tầng 2 nào thì mình quay cái tầng đó lên trên, rồi bắt đầu làm y hệt như vậy, cũng ba viên chuyển để cho nó giống màu của hai tầng này, hai tầng này giờ thành một tầng thôi đó. Khi mình làm xong một tầng này xong á, thì mình quay xuống
thì nó sẽ được 3 tầng. 3 tầng đó thì bây giờ trên đây á, nó sẽ có, nó cũng làm y hệt như vậy, có một kiểu một à. Bây giờ mình thử làm ra cái cho nó được bị cái hai viên ha. Giờ đây nó có hai viên đúng rồi nè. Giờ đỏ lên, giờ mình nè, đúng rồi. Bây giờ mình chuyển ba viên này thì xanh này lên đây đúng, đỏ này lên đây đúng, cam này xuống đây sai, thì lúc đó nó sẽ còn lại hai viên sai thôi ha. Rồi bây giờ hai tầng giữa mình không có đụng tới nữa, bây giờ chỉ làm hai tầng ngoài thôi. U R đi R U R ui. R ui D R đó. Thì bây giờ nhìn nó chuyển về ba viên này đúng rồi nè, viên cam này nhảy về đây sai. Thì giờ nhìn nó thì nó có viên xanh lá đúng nè, viên đỏ đúng nè, viên trắng đúng nè, xanh dương đúng nè. Giờ nó chỉ còn hai viên này thôi, nhưng mà cái công thức của mình nó là đổi ba viên, nên hai viên này là giống như kêu bằng parity đi, nó không thể di về hai viên được, cam qua vàng, vàng qua cam không được. Bây giờ mình cũng có một cái cách sửa là để cho nó thành ba viên, thì mình xây nó lại vị trí hai cái viên sai á, nó nằm ở ngay giữa đường xây hai viên đó. Thì giờ mình làm cái công thức khác là giờ đầu tiên á, là mình xây u một cái, hai viên này nằm giữa nè, xong rồi xây u một cái đường này nó vẫn nằm thẳng. Xong mình làm công thức á là r ui r hai ui làm 3 lần là nó sẽ ra 3 viên sai. R ui R ui ui R ui R ui ui 2 lần R ui R ui ui hả. Thì bây giờ nó đầu giờ mình 2 R lại đây chỉnh lại. Đó bây giờ cái tâm giữa này nó có sai đi nữa, thì bây giờ mình làm đưa chỉnh lại. Bây giờ mình tìm cho nó ra được 3 viên sai, đỏ vàng trắng xanh trắng cam nè, xanh trắng cam này đúng mà, 3 viên này nè, còn cái này là 3 viên sai nè. Bây giờ xanh lên đây, đỏ lên đây, vàng xuống đây là đúng luôn. Thì giờ mình để 3 viên sai chỗ này. Nhưng mà cái lần trung tâm mình phải để đây. Đó. Còn cái tâm này đợi chút xíu để coi chỉnh lại sao. Giờ mình chuyển 3 viên này trước. R U R D R O R O R O D R đó là bây giờ nè, nó đúng hết rồi nè, nó chỉ còn cái tâm này nó bị ngược nè, còn cái phần tâm mà nó đổi gì nè, nó đổi màu nè, ngược nè. Thay vì nếu mà cái loại á mà nó sticker nó mà hai mặt á thì mới làm mấy công thức là R U3 làm cho tới khi nào nó quay về cho đúng thôi. Cứ R U3 hoài thì nó tới khi nào mà nó về đúng hết 4 tầng là được, 6 tầng. Nó về đúng hết, đúng tầm. Nhưng mà cái này á là do sticker nó có một màu thôi, viên nó có một màu à.
Nên lúc bình thường á là nếu mà nó có sai gì á cứ đưa lại là ngay ngay giữa tâm và chỉnh ngược nó lên thì là nó đúng rồi. Còn cái kia nó hai màu á khi mình chỉnh đẩy lên vậy ra từ sai nè nó sang đúng á thì cái hai cơ này nó sẽ khác nhau. Còn cái này nó có một màu à, ví dụ như cụm đỏ này nằm đây hay nó nằm đây nó cũng như nhau à, nên cái này có thể xây thoải mái.